Rồi, chào anh em. Hôm nay sau chắc tháng rồi mình sử dụng cái GoPro, quên cái 360 đó. Thì thời gian rảnh thì mình thứ bảy chủ nhật là mình hay quay, rồi sau đó thì kiểm nghiệm các kiểu. Thì để xem cái mức độ gọi là khả năng của mình là sử dụng cái 360 có hiệu quả hay không, cũng quay nhiều, cũng tập trung nghiên cứu nó nhiều, nên là bây giờ thì những cái khái niệm mà những ngày đầu á sử dụng thì vẫn còn, nó cũng gần như vậy đó, nhưng mà nó có một số những thay đổi. Cái quan niệm cũ á, của mình á, là quay 360 thì chất lượng hình ảnh chưa được tốt thì đúng thật, nó không thể so sánh được với lại những cái máy quay mà gọi là đình đám hiện nay. Mặc dù 360 X3 là bây giờ là đỉnh rồi, là máy 360 là rất là được nhiều người tin dùng ha. Thì nhưng mà về chất lượng video cho ra thì thực sự vẫn không thể so sánh được bằng các cái camera hành động khác. Tuy nhiên á, thì sau một thời gian sử dụng và mày mò á, thì bây giờ mình bỏ qua cái chuyện là chất lượng hình ảnh nha. Mình chất lượng hình ảnh mặc dù là rất quan trọng, nhưng mà đôi khi nó cũng không phải là quan trọng lắm, mà là cơ bản là cái câu chuyện người ta kể hoặc là cái cách người ta dẫn dắt câu chuyện đó, thì nó có thể sẽ làm gọi như là giảm cái yếu tố của cái chất lượng hình ảnh, chất lượng video đi. Cụ thể ví dụ như là mình sẽ chuyển cho các bạn xem cái clip sau đây. Thì đối với lại những cái máy hành động khác á, thì nó quay ở một cái mức độ gọi là mọi người cũng nhìn thấy rồi, nó là một khung cảnh của POV, nó gọi là góc nhìn của người thứ nhất á. Thì trước giờ chúng ta quan niệm là máy quay hành trình là như vậy, và chúng ta đã quen với cái kiểu mà cái chất lượng cũng như là những cái góc quay đó nó đem lại cho mình rồi. Nhưng mà chuyển sang cái 360 thì những cái quan điểm của mình nó đương nhiên là nó gắn với mình rất là nhiều năm. Bây giờ mình thay đổi quan niệm thì cũng khó. Thêm nữa là mình cũng lớn tuổi nữa, nên là một số những cái gì làm khác đi mình cũng hay là dị ứng với nó. Nhưng mà chính vì dị ứng đó nên là những tuần đầu mình đánh giá là 360 không 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 như kỳ vọng. 360 có phù hợp cho biker hay không? Thì như lúc đầu mình nói đó, 360 là để thắt thêm thôi, chứ thực sự chưa phải là một camera hành trình. Mà thực sự cũng chưa, gọi là mình nghĩ là không hiểu DJI làm sao mà tung ra thị trường một cái sản phẩm mà đại chúng như thế này, tung ra thị trường như là thương mại mà sử dụng cái chất lượng video nó lại như vậy. Rồi màu sắc cũng như là cái độ gọi là khả năng quay trong cái điều kiện ánh sáng thiếu á, mà tại sao mà các bác DJI lại đưa ra. Nhưng mà qua một thời gian mình cũng nói lại là qua một thời gian sử dụng thì mình mới thấy là cái câu chuyện của cái người quay phim và người ta edit, người ta truyền tải đến các bạn nó cũng rất là quan trọng, chứ không chỉ có mỗi là chất lượng hình ảnh. Đó. Nên là một lần nữa mình cũng khẳng định là hiện nay X3 chưa thể là cái chất lượng tốt được, không 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 thể so sánh được về tất cả mọi thứ. Ngay cả cái chuyện là sau đây mình cũng sẽ nói về cái việc là mình lên màu cho nó, bởi vì cái 360 X3 này nè, nó có một cái chế độ quay lút lức. Thì trước đây mình cũng phàn nàn là cái lớp này này nó màu nó bền bệt, nó kỳ quá, nhìn nó kỳ quá. Còn cái đang vivid ấy, nếu mà đưa cái vivid thì nó quay là cái màu nó sặc sỡ quá, mình lại không thích. Rồi cái standard thì mình chưa sử dụng bao giờ cái standard nó như vậy. Nói thẳng là mình chưa dùng standard, nhưng mà mình chỉ dùng có hai cái thôi. Một là log, là thường xuyên mình sử dụng log để về mình có thể là điều chỉnh được ở trên các cái phần mềm edit phim kia. Và cái vivid mình cũng ít lắm, một dùng dùng một vài lần cái mình nản rồi, mình không dùng nó nữa. Và hiện nay là tất cả là mình quay trên log hết. Thì khi log các bạn nhìn thấy là cái clip có một bạn một lần mình gặp ở trên đường Điện Biên Phủ, thì cái vẻ bề ngoài các bạn cũng nhìn thấy đó,
là người cũng gọi là cũng có vẻ như là hiền thục đúng không ạ, nhưng mà chạy khiếp lắm các bạn. Đấy thì cái clip này một phần là mình cũng muốn giới thiệu cho các bạn là cái lock với lại cái chỉnh màu của lút sau này giữa hai cái. Đây là mình quay đang ở cái lock các bạn, màu nó bền bền các bạn nhìn thấy không? À cái này là cái đoạn mà cô thấy mình đi lên mình cũng chạy mất đất đó. Đó. Nhưng mà xe mình thì vẫn chạy vẫn nhanh mà một chốc thì mình đuổi được theo thôi. Nhưng mà cô này thì có vẻ như là máu tốc độ hay sao như nào, nhưng mà cái nhưng mà quay lại cái việc lock nha các bạn. Đây này, dùng lock và khi mà mình đưa cái lút của mình mới tạm sử dụng cái lút nha các bạn của DJI họ họ chuyển cho mình chứ mình chưa chỉnh gì thêm á, mình áp luôn cái lút đó vào thì các bạn nhìn thấy màu sắc nó có những cái thay đổi không? À, cái đoạn này là mình gọi là thử một số những cái công cụ mới mình mới chế. Đấy các bạn nhìn thấy lút đúng không ạ? Lút áp dụng vào bên phải các bạn nhìn thấy không? Là nó màu nó đậm hơn mà nó nhìn nó gọi là nó chi tiết hơn đúng không ạ? Còn bên trái là mình quay ở chế độ lock các bạn. Thế nên là khuyến cáo là mình cũng quay ở lock nhưng mà sẽ về hậu kỳ. Đó, các bạn nhìn thấy là cái màu nó bền bệt không? Rất là chán đúng không bạn? Nhưng mà khi mà áp dụng lút vô là nó khác lên liền. Tuy nhiên, nói đi nói lại thì cũng không thể nào bằng của những cái hãng khác được đúng không? Những cái máy quay camera hãng khác được. Rồi, một cái độc đáo nữa là mình sau khi quay xong mình về mình sẽ chỉnh màu theo keyframe nha các bạn. Chỉnh màu theo keyframe. Đây, bạn xem cái màn hình như vậy nha. Với cái clip mình quay như vậy. Và đây là cái màu chính của 360 quay, nó hơi bền bệt như là lần trước mình cũng nói các bạn nó hơi bền bệt đúng không ạ? Đây này, các bạn bền. Nhưng mà trong vài giây sau là mình sẽ nâng màu nó lên. Các bạn xem này. Bắt đầu vô nè. Vô. Đó. Các bạn thấy không? Là lên màu là điều chỉnh màu được và độ sắc nét cũng được. Ví dụ nè, lên. Đó, các bạn thấy không? Đó, nên là cái bá đạo đó các bạn. Mặc dù quay đây nè, ví dụ nè, lên. Đó, các bạn thấy đậm nó đậm lên và các cái màu sắc nó tương phản tốt không? Nên là 360 cũng khá là bá đạo nha các bạn. Lên nè, đó, các bạn thấy màu không? Ở một cái ví dụ khác các bạn thì đây là một cái đoạn mình đi buổi trưa đường khá vắng ở trên Đinh Bộ Lĩnh qua Điện Biên Phủ ha, rồi chạy lên Nguyễn Đình Chiểu. Thì đây là mình quay cũng là lock và cái màu sắc của nó thì cũng như mình nói là nó bền bệt, nó cũng không thể là mì ăn liền được, sử dụng ngay mang ra post lên ngay được, không thể. Thì về bắt buộc mình phải áp dụng lút, mình tạm thời là áp dụng lút của DJI. Chứ sau này mình sẽ nghĩ là lút của DJI thực tế mình cũng tạm hài lòng thôi, chứ cũng chưa thực sự hài lòng. Mình sẽ phải điều chỉnh lại, có nghĩa là mình sẽ chỉnh theo cái tông màu của mình và theo cái ý thích của mình và thêm cái ngữ cảnh. Ví dụ như cái đoạn này, một cái clip nào đó bạn đưa ra, bạn muốn tạo một cái clip buồn chẳng hạn, ví dụ vậy, thì bạn sẽ tạo một cái không màu như thế nào? Bạn muốn tạo một cái ceramic á, cái gì nó gọi là cinematic, có nghĩa là gọi là điện ảnh ha, thì bạn sẽ cũng tạo ra những cái là bộ màu của nó. Và những khi mà vui, những cái clip vui nhộn thì bạn cũng phải có những màu rực rỡ đúng không ạ? Đây là thêm một cái nữa là cái khả năng quay của 360 rất bá đạo. Hôm nay mình khẳng định là bá đạo. Mình đeo nó ở trên cằm, các bạn sẽ nhìn thấy là mình sử dụng cái này ở trên cằm. Và khi mà đi trên đường đấy các bạn nhìn thấy không? Nó lướt qua và các cái gọi là bám đối tượng hay lắm các bạn. Khi bạn kể cho một người khác một cái câu chuyện thì không chỉ mỗi cái hình ảnh đưa lên nhưng mà bạn có thể là xoay rồi bạn chỉnh, bạn điều chỉnh cho nó phù hợp với lại cái ngữ cảnh của bạn truyền tải thì nó hay tuyệt vời các bạn. Đây 360 phải nói là rất bá đạo. Ví dụ mình nói cái đồng hồ nha. Đây mình quay thấy đối tượng đồng hồ. Mình cứ lia theo thôi bởi vì quay 360 mà các bạn rất là phù hợp cho nó những cái đối tượng là mình muốn tập trung vào đối tượng nào. Hoặc là đây là khi mà dừng đèn đỏ mình lia lên bầu trời rồi mình nhìn thấy những cái khung cảnh xung quanh, sắp tới qua đường Nguyễn Đình Chiểu các bạn sẽ nhìn thấy là mình sẽ đến những cái gọi là những cái chỗ đẹp á, mình sẽ lia theo những cái gọi như cái chỗ đẹp đúng không?
Đường phố thì đương nhiên mình cũng thường xuyên quay, mình chạy vậy, nhưng mà đến chỗ đẹp thì mình bắt đầu mình lia. Đó, thì nó tuyệt vời lắm ạ, bá đạo lắm. Này các bạn nhìn thấy những cái building phía trước nha. Bình thường là GoPro nó sẽ quay như thế này, nhưng mà đối với 360 thì nó sẽ như này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Khi mà đi mô tả một cái hình ảnh hoặc là cái gì đó, mình thấy ồ, mình đang đi một trên một con đường hoặc là đến một cái địa điểm nào đó, nó hay, nó vui đúng không ạ? Thì đó là cái mà 360 rất là ok, bá đạo. Không thể cái nào vượt qua nó bằng cái chức năng nó được. Đó, ví dụ các bạn nhìn này, thấy không? Đi GoPro thì không thể làm khác được, nhưng mà 360 có thể làm những cái chuyện như thế này. Bạn sẽ kể cho người nghe, người xem những câu chuyện của bạn được có chủ đích và có mục đích và có hiệu quả rõ ràng. Rồi, đó là những cái mà mình muốn truyền tải đến các bạn ngày hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại.